chào mọi người. Hôm nay chủ nhật ra đây, ra ngoài biển nè, kiếm đi bắt ốc. Biển là có gì đâu. Chỗ này người ta có nuôi nghêu không vậy mấy cưng? Hả? Có, mình đi ra đây mình chơi thôi chứ đâu có gì đâu phải không? Cái này cưng ở đây hay là ở đâu xuống? Cái này ta đang nuôi nghêu mà phải không? Mình ra đây mình bắt ốc người ta la không? Đâu làm gì đâu hả? Cái chỗ mà ta có quay lưới á đúng không, chứ mấy chỗ này ta la không? Sợ mình vô mấy chỗ này sợ người ta không biết, người ta la mình đó. Được con ốc gai nè mọi người. Chỗ này chắc người ta nghỉ nuôi rồi phải không? Hả? Còn á hả? Dạ, dài kiếm. Giờ vòng dính được con ốc gai nhỏ nè. Giờ đi tiếp. Sâu quá mọi người, biết có ốc khác gì không? Làm như ta đang thu hoạch nghêu hay sao á, quá trời luôn. Đi nãy giờ mà thấy có một con không? Chết rồi quá.
vô trong kia. Hồi nãy ở bên kia giờ đi qua bên đây. Bên đây coi có gì không. Hồi nãy ở bên kia nè, nãy ở bên đây nè. Đi qua đây coi có gì không. Gió nhiều chết. Khó ăn nó lắm á chứ. Đi vòng vòng mình kiếm. Chỗ này phải sình đất không? Không biết có không. Gai nó hay nằm dưới này đúng không? Khó thấy nó. Thì tới thấy tưởng đâu cái vỏ không. Có con nghêu nè. Đó. Nó bự luôn. Con quay chơi chơi cho em, quay chơi chơi có nhiều không, có nhỏ nhỏ không hả? Cái này đâu có bán được đâu, bán ta ăn được đâu không, bán cho mấy người ấy nhà Long Quế như vậy. Yeah. Con nhỏ xíu không hả? Là mình từ khu vực nào mình trở lại? Từ ở đây nè, vô trong đó. Ở đây vô trong ở ngoài người ta nuôi rồi. Nhỏ nhỏ không à, chút không. Kiếm mấy con ốc gai rồi bắt quay phim bậy nó vậy mà. Ở quậy quải á. Sợ đi người ta chửi, tao không cho vô đi. Đâu vậy có, đi ra quải vậy. Dạ. Bắt nghiêu. Đâu, mình đâu có bắt nghiêu đâu, chơi mà. Thì nãy lại đằng kia quăng chài vậy mà nó còn la nữa đó. Nhiều con ha. Cái đó nó lại nó nói nhiều con chàng ở đây rồi xuống cái lạch đó mà nó không cho rồi cái nó kêu mình ấy nó không cho. Vậy là đâu phải thuộc quyền sở hữu của ai đâu. Thấy nhiều con á bắt đầu gây ấy phải không? Dạ. Chị ở đây gần đây không? Ở đây, ở bên Gò Công á, có chồng gì đây. Dạ. Ở Cần Thạnh này hả? chút vậy bán được nhiêu tiền trời? Nhỏ mà đâu có ăn được đâu. Chắc tới mấy ngốc gai em đi, em phải mấy ốc gai chứ. Mất ốc gai có gì đâu là. Gai nó còn sống đó. Tại nó ngon á. Tại thấy không biết cái nói chứ. Có người ta ở đây ra
đi chơi mà bắt được mấy con á hả? Ví dụ con bắt được có mấy con nghêu đâu mà lá, lá ta bắt một lần một tấn vậy. Dạ. Mà công an ra cái nó nói đợi tuần lễ nữa thì em dọn về. Dạ. Cái xong cái nó dọn nó thấy im im cái nó cầm lại. Cầm luôn. À đó là nghêu của mình. Thế thật sự là thiên nhiên không ha? Dạ. Bãi này thì có con nó lội lên cũng bự bự vậy nè. Bắt có hai con thôi chứ không lẽ bắt hết nó nè. Không biết còn sống hay chết nữa. Thằng nghêu lú lên là chết rồi. Nó lú lên nè. Nó yếu lắm. Nó yếu không? Chứ ai mà mò mà móc cào như chạy vậy là mới là cào đúng không? Bắt không? Con này người ta đi chơi vậy mà nó không cho vô nữa. Nó sợ đạp nghêu đó. Thì đạp nghêu giống á. Dạ. Yeah. Dành. Dạ. Dạ. Không dám nói gì hết. Điện công an ra hả? Đồ thiên nhiên mà có ai ấy gì đâu mà giành giật, bỏ cái đồng vốn nào ra đâu mà giành giật. Yeah. Cào cào vậy chứ có ai dám nói tiếng nào đâu phải không? Nhiều nhỏ quá hả chị, em coi. Trời ơi, nhỏ xíu không à. Cái này bán cho người ta nuôi lại chứ. Cái vậy có thịt tài gì đâu. Chắc lắm. Chưa ăn không biết. Em thấy nó có thịt tài gì đâu ạ? Nó mềm, con nghêu bự nhiều. Dạ. Con nghêu đó thì không có đắt. Dạ. Nghêu đây cát hơn nghêu gò công ha. Chắc vậy. Nghêu bên Thành là bên gò công đúng không? Dạ, nghêu bên đó không có cát em biết mà. Đó. Nó kêu cái cọp kia là có ha. Ngày cào được bao nhiêu ký? 10 giờ cào giờ dắt giờ chưa được 1 ký. Dạ. Đổ vô đó hả? 6 ký là ngon rồi, khỏi đi làm gì hết. Ký 20, 6, 7 ký là ngon rồi. Chứ mình làm cho mình mà, mình đâu có làm cho ai đâu. Yeah. Chị ở dưới Cần Thạnh này hả? Này gió lộng á. Ở đâu? Này gió lộng á. Gió lộng là chỗ nào ta? Dạ không, em lâu lâu mới xuống đây một lần. Ngoài kia nãy đã đang khai thác nghêu đúng không? Ở đâu? Ở đó đó, đang cào á. Đâu có thả gì đâu ha chị ha. Không. Mà bây giờ biển là nhà nước còn tiền hết. Ở đây đâu phải là bãi của ai đâu. Đây ông kia ông mua hết rồi mà. Đúng rồi, thường hết rồi đó. Nhưng mà chưa làm thì nó vẫn còn nuôi. Nhưng mà cái nếu mà nói dành của mình là kêu như là kêu bằng cái gì? Tội có tội đó. Chiếm dụng á. Chiếm dụng khai thác đó. Dạ, nó không biết có tội gì đó. Dạ. Dành nó đi xong cái con bự phải không? Vỏ. Dạ. Thôi chị ấy đi em đi ha. Dạ, cảm ơn chị. Giao lưu với chị cào nghêu chút xíu rồi ra đây đi bắt ốc tiếp à. Dạ. Nước chị nói cạn dữ lắm luôn. Dạ.
đây đi bắt ốc tép. Dạ, biển khơi luôn. Dạ, dạ xa quá, chắc dành vành trở về đi xa quá. Đuối à, đói bụng rồi. Đi ra đây coi có con gì nữa không nè. Bông đây quá, vô túi nãy con ốc chết này mày. À, bóp dục đây mở bông. Xíu à. Ở đây có con ốc dồi à, thấy không? Con này chắc ăn không được. Không được mà ít thịt. Con rêu to mọi người, có con rêu to, đã quá mọi người ơi, đây có con rêu to, chết rồi, thôi bỏ đi, chết rồi, có nước nướng không, chỉ có, cua nữa. Ra đây đi câu rồi ấy, thấy mấy anh câu cá nhỏ nhỏ không chán, bây giờ đi bắt ốc. Đây có con mở bông nè mọi người. À, thấy chưa, mở bông. Giữa biển mà giờ đi trên khô trên cạn không, nước nó rút xuống á.
để lộ ra những con cua con ốc mình đi mình bắt. Đây đây con ốc mở. Vô chủng nước à. Để đi qua đây. Đây nước mới rút xuống là mà. Rồi. Đó. Mình cứ đi dài 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 như vậy. Có một con ốc à. Đây ở đây con nào bé xíu à. Rồi bỏ. Đây con ốc mở nữa nè. Nhỏ xíu. Nhỏ xíu mọi người. Đồng đây nhiều nhiều của người ta nuôi nhiều lắm. Thấy không nè, quá trời luôn nhiều của người ta nuôi bắt một đập chết. À, đi tiếp mọi người ơi. Đây đúng con gì đây nè. Đúng con gì đây. Đáng yêu không à. À một mở bự. Quá đã. À biết bắt ốc, ốc mở rồi. Đây nè mọi người. Ốc này ra chợ cũng phải 400-500 con. À 1 ký. Biết bắt ốc mở rồi. Con tổ và dành không mọi người. U lên là có nó đó. Đi nữa anh cái. Này là kích cỡ này là quá bự rồi đó.
mỡ nhỏ. Con gì nè, ốc mỡ con, ốc mỡ con. Rồi, dùng ngùng đồng này có phải không? Không phải rồi. Đó, thành quả nãy giờ đi săn lội cả tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ á mọi người. Bắt được nhiều ốc, ốc nó chà bá luôn, lè lưỡi ra nè, thấy không? Quá đã, ốc gai nữa, ốc gai còn sống luôn. Hãy nhớ 4-5 con mà nó mất tiêu hết trơn rồi ta.